đúng người mà sai thời điểm á thì nó trật lất à cô chú anh chị, em biết chứ. Bởi vậy bây giờ mình về sản phẩm này mà nó không đúng với thời điểm thì cũng phải bắt buộc sale thôi. Đó, như iPad Gen 10 máy mới chưa kích hoạt nha, kích hoạt ra là đủ 12 tháng thì cái hàng này là deal 100%. Chẳng qua là nó không có cái hộp giấy cho anh chị, còn mà cốc cáp đầy đủ hết nha, cáp là cáp dù luôn, cốc là cốc chính hãng, đó đi theo máy đầy đủ không thiếu gì hết á. Bây giờ em phải giảm thôi, chiếc lời là không lời nổi nữa rồi. 64GB là em chia cho cô chú anh chị là 9 triệu, còn như 256 là 11,3 triệu. Đó, thay vì hôm bữa là em cường chia là 12,2, bây giờ giảm về còn 11,3, coi như là mình cắt cái tiền lời mình đi. Đã biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính xác là như vậy. Nhưng mà trận này là em thất lại nha, trận này là trật lất luôn anh chị ạ. Bây giờ nè, anh chị nào mà lấy cái dòng này thì em cường sẽ tặng cho anh chị là cái gói bảo hành là 6 tháng 1 đổi 1 ha. Sau đó là 6 tháng là bảo hành chính hãng, đó nó có nghĩa là bảo hành 12 tháng. Nhưng mà người ta bán mới thì bảo hành hãng thôi. Còn như em thì bây giờ em tặng cho cô chú anh chị là cái gói 6 tháng đầu là đổi mới, hình lỗi là đổi. Còn không có máy đổi em cường hoàn tiền cho cô chú anh chị. Còn 6 tháng kế tiếp thì em sẽ bảo hành chính hãng, có nghĩa là em sẽ gửi hãng bảo hành cho anh chị không có tốn 1.000 một cách nào hết. Đó. Rồi anh chị nào mà có máy muốn lên đời thì em cường sẽ nhận lại là 90% ha. Có nghĩa là ví dụ cái mã đây em đang bán là 10 triệu thì cái thời điểm em nhập cho cô chú anh chị là em sẽ nhập 9 triệu để cho anh chị lên đời. Đó là cái chính sách thu cụ đổi mới bên em cường từ iPhone iPad đều như vậy hết nha. 90% giá bán lẻ hiện đại. Anh chị ở đâu cũng được, em cường ship tận nơi. Mình mở ra kiểm tra máy ok rồi mình mới thanh toán tiền cho em. Đó. Kinh doanh nó không có thể nào mà 10 trận thắng đủ 10 đâu anh chị. Cái đó là nguyên tắc rồi, thành ra mình phải biết cái điều đó. 5 trận mình thắng 4 trận thôi là mình thấy ngon, là 1 trận mình bán quầy vốn đó, giống như vậy nè. Thì bây giờ là mình chia quầy vốn thì coi như là mình lời ở trận kia thôi.